khi nói chuyện là mang lắp ráp não và khởi động tim, bực của Diêm hâm nóng hay bắn cầu, thay vào vô trân tru về thần kinh đạo hay nói chuyện hay không? Thôi được rồi. Nhìn kìa. Tôi nghe được chuyện của ông Thuận. Sói tai của tôi hả? Hai người đàn ông yêu nhau. Thuận, nó mới vô. Cô đó, chạy xuống. Cô